Em chào chị Nguyễn Minh nha. Em sẽ chỉ cho chị cách dây làm sao để cho hết cái bọng mắt, hết nhăn nheo ở vùng dưới mắt rất là hiệu quả. Cho thì sinh nó, ra. Vâng, cho sinh ra. Thì có 3 huyệt thôi để chị cần dây. Thứ nhất là huyệt ở góc mắt này, gọi là huyệt tình minh. Thứ hai là huyệt thừa khấp ở ngay cái dưới chỗ con ngươi này của mình này, là huyệt thừa khấp. Và thứ ba là huyệt cuối này, huyệt tí trúc không. Thì mình dây vào 3 huyệt như thế nào? Mình huyệt cuối con mắt này là đồng tử liêu này, trên này là tí trúc không, chị mới có thể dây ở 4 huyệt này. Huyệt thứ nhất mình sẽ dây ở huyệt tình minh trước. Đấy, mình đẩy để cái tay của mình vào khóe mắt như này, đẩy lên đẩy xuống nhẹ nhàng này. Đấy, từ 2 phút thôi, 2-3 phút thì đấy thôi. Cái thứ hai chị cũng dây như thế. Đây, để này, chị lắc nghiêng sang hai bên như thế này, nhẹ nhàng, không cần phải dây đau đâu. Chị dây xong một cái, em tí nữa em bỏ ra là chị sẽ thấy, em mặc dù em chỉ dây mấy cái thôi nhưng mà bỏ ra là chị sẽ cảm nhận thấy là cái mắt của mình nó đỡ sưng, đỡ phù hơn, rồi nó đỡ nhăn nheo hơn rất là nhiều. Đấy, dây xong này, rồi mình dây tiếp là huyệt đồng tử liêu. Đấy, dây nhẹ nhàng, không cần phải dây mạnh, rất là nhẹ nhàng. Đấy, dây xong nữa thì mình dây thêm huyệt tí trúc không. Em đảm bảo là khi đấy em mới dây là khoảng độ 1 phút thôi, trên 1 phút, nhưng mà chị nhìn lại trong hình đi, cái bọng mắt của mình nó đã đỡ bị nhăn nheo hơn lúc nãy rồi đúng không? Chị cảm thấy là nó gọn hơn đúng không? Nếu mình làm đều đặn như thế thì cái vùng đấy, cái cơ da ở vùng đấy nó được nuôi dưỡng. Nó săn chắc đi. Vâng. Đấy, em mới chỉ làm 1 phút thôi thì đã thấy khác rồi. Nếu mà chị làm đủ mỗi ngày 10 phút chẳng hạn thì đảm bảo sẽ thay đổi rất là rõ rệt. Khéo lần sau sinh qua đến em không nhận ra để hỏi là chị đâu đến. Dạ vâng. Chị vẫn hay theo dõi bên em đăng bài lắm. Chị cũng làm theo mà chị còn chia sẻ cóp vào hết cả một cái trang của chị. Đến lúc mà chị dỗi thì chị mở ra chị xem. Vâng ạ. Thì chị làm theo. Vâng.